Xin chào tất cả các bạn. Ngày nay thì số lượng người xin visa du lịch ngày càng nhiều và thời hạn visa được cấp thông thường tối đa chỉ được 12 tháng. Tuy nhiên hiện nay nước Úc đang có một chính sách cấp visa du lịch Úc dài hạn cho những bậc phụ huynh muốn thăm con ở bên Úc. Vậy cụ thể làm sao để xin visa du lịch Úc dài hạn thì hôm nay chúng ta cùng trao đổi với Quế Hương là chuyên viên tư vấn Úc sẽ cho chúng ta biết được điều kiện để xin visa loại này là gì và thời hạn được cấp là bao lâu nhé. Xin chào Quế Hương. Chào Mai, chào các bạn. Nghe nói thì nước Úc đang có chính sách cấp visa du lịch Úc dài hạn cho những ai muốn sang thăm con tại Úc. Vậy thì cụ thể chính sách này là như thế nào? Xin chị cho biết thêm. Chắc hẳn các bạn cũng biết được rằng theo như trước đây thì Úc chỉ cấp visa du lịch cho đơn đơn muốn xin visa du lịch sang thăm người thân với thời hạn ngắn từ 3 tháng đến 6 tháng và chỉ đi được một lần. Và có những trường hợp đặc biệt hơn thì mới được cấp visa 12 tháng. Tuy nhiên hiện nay thì Bộ Di trú và Bảo vệ biên giới của Úc đã đưa ra chính sách tạo điều kiện hơn cho các vị phụ huynh bằng cách cấp visa du lịch Úc dài hạn với thời hạn 3 năm với mục đích là thăm thân nhân. Vậy với loại visa này thì đương đơn sẽ được đi lại nhiều lần mà không cần phải xin lại visa và giúp cho những người mà có được visa này tiết kiệm chi phí cũng như thời gian hơn đó mà. Vâng, đây quả thật là một điều rất là thuận lợi cho những ai đang có người thân tại Úc. Nhưng mà Hương này, ai có đủ điều kiện để xin visa du lịch Úc dài hạn này vậy? Đây cũng là một điều mà khách hàng tại công ty tư vấn du học Tân Đại Dương cũng rất là quan tâm. Thì đối tượng xin loại visa du lịch Úc dài hạn này chính là những bậc phụ huynh phải trên 60 tuổi và đã có con là công dân hoặc thường trú dân sinh sống tại Úc. Ồ, ra là vậy à. Vậy còn thủ tục giấy tờ để xin visa loại này là như thế nào? Yêu cầu về thủ tục và giấy tờ có khác biệt gì so với việc xin visa du lịch bình thường hay không Quế Hương? Để xin visa du lịch dài hạn này thì hồ sơ cần phải chuẩn bị cũng giống như là một bộ hồ sơ du lịch sang thăm thân nhân như bình thường. Và visa này cũng được xét theo diện là visa Supplier 600. Nhân viên lãnh sự quán sẽ quyết định hồ sơ có đủ điều kiện cho visa 3 năm hay không. Cụ thể là chúng ta cần phải chuẩn bị các loại giấy tờ và thực hiện các thủ tục sau. Thứ nhất, về vấn đề cá nhân thì hồ sơ cần phải có những cái như là hộ chiếu, sơ yếu lý lịch, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, hình hoặc là nếu mà đã ly dị thì phải có giấy chứng nhận tình trạng độc thân. Về giấy tờ tài chính thì phải có sổ tiết kiệm, đồng thời nộp bằng chứng thêm về nguồn thu nhập như hợp đồng lao động, xác nhận việc làm, bảng lương, bảo hiểm trong trường hợp đi làm và giấy đăng ký kinh doanh cũng như giấy biên lai đóng thuế hàng năm và theo tháng, hợp đồng góp vốn nếu có hoặc có những cái hợp đồng cho thuê và giấy tờ tài sản như nhà, đất, xe hơi. Và trong trường hợp nếu người con bên Úc hỗ trợ chi trả cho chuyến đi thì người con này phải nộp bản sao công chứng, bản sao kê ngân hàng, đồng thời nộp bằng chứng thu nhập như giấy báo cáo thuế cũng như là giấy tờ về tài sản và bằng chứng liên quan đến việc mình đi làm tại Úc. Thì bên cạnh các loại giấy tờ này thì chúng ta cần phải có các loại form của lãnh sự quán bao gồm như form 1419, form ủy quyền 956 và tờ khai chi tiết về thân nhân. Và điều quan trọng nhất là chúng ta phải viết một bản kế hoạch du lịch trình bày các yếu tố, lý do xin visa du lịch dài hạn với thời hạn 3 năm để thuyết phục lãnh sự quán cấp cho visa này. Và sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ các loại giấy tờ và điền form thì chúng ta cũng sẽ nộp hồ sơ xin visa của mình cho cơ quan xét hồ sơ để chờ đợi kết quả. Và nếu hộ tụ đủ điều kiện thì viên chức lãnh sự quán sẽ liên hệ và yêu cầu khám sức khỏe cũng như mua bảo hiểm du lịch. Thời gian xét visa du lịch Úc dài hạn cũng không quá lâu, thường thì chỉ kéo dài từ 2 đến 4 tháng thôi. Vâng, qua buổi trò chuyện ngày hôm nay thì chắc hẳn là các bậc phụ huynh đang có ý định du lịch thăm con tại Úc cũng đã cảm thấy khá yên tâm hơn trong khâu chuẩn bị hồ sơ xin visa mà không sợ bị thiếu sót giấy tờ gì phải không Hương nhỉ? Để được hỗ trợ tư vấn và hỗ trợ thêm về cách thức xin visa du lịch Úc dài hạn này thì các bậc phụ huynh có thể liên hệ với công ty Tân Đại Dương tại số 148/1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất hay là có thể đến trực tiếp văn phòng tại quận 5 và tại thành phố Nha Trang. Số điện thoại để các bậc phụ huynh có thể được tư vấn trực tiếp là 0838484879 hay là website tandaiduong.edu.vn. Lưu ý là Tân Đại Dương không có chi nhánh nào ngoài Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại.